tối của Bòn Bòn. Bòn Bòn yêu quý của mẹ. Ngày còn bé, mẹ hay được ông bà ngoại kể cho nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích. Và có một câu chuyện mà mẹ không sao quên được còn yêu ạ. Đó chính là câu chuyện về chú voi con tinh nghịch. Chú đã dũng cảm đi tìm câu trả lời về chiếc vòi dài của họ nhà voi đây. Bòn Bòn của mẹ có biết câu chuyện đó là gì không? Ngày hôm nay mẹ sẽ kể cho Bòn Bòn của mẹ hiểu thêm về câu chuyện chú voi con gan dạ, dũng cảm. Và ngoài ra, mẹ còn làm món ăn có hình chú voi con cho con yêu của mẹ nữa. Mẹ hy vọng với sách ăn này, Bòn Bòn của mẹ cũng sẽ thích chú voi con đáng yêu này. Nguyên liệu: thịt bò làm thành hình chú voi, cà chua làm bóng bay, quả kiwi, canh theo sở thích. Ngày xưa, các chú voi không có vòi, chúng chỉ có cái mũi bự, hơi đen bằng cỡ cái ủng, chẳng giống ai cả. Các chú voi khó chịu lắm. Thế là một hôm, chú voi con đã xung phong đi tìm lý do tại sao lại như thế. Đi mãi, đến khi mệt quá, chú mới ngồi xuống nghỉ chân bên đường. Bỗng từ dưới núi vang lên tiếng kêu của một bác nông dân: "Ai cứu tôi với!" Voi con vội vàng chạy xuống núi và thấy bác nông dân đáng thương đang bị một tảng đá rất to đè lên người. Voi con dùng mọi cách để đẩy tảng đá ra mà không được, trong khi bác nông dân càng ngày càng đau hơn. Không biết làm thế nào, voi con òa khóc. Thấy vậy, một chú bồ câu bay lại và nói: "Voi con ơi, sao bạn không thử dùng cái vòi của mình để nâng hòn đá lên?" Vậy là voi con bắt đầu cuốn cái vòi quanh tảng đá và dùng hết sức nâng lên. Nhưng tảng đá quá to và nặng so với sức của chú. Không bỏ cuộc, voi con tiếp tục dùng vòi nâng tảng đá. Càng nâng, mũi chú voi càng dài ra. Cuối cùng, chú cũng tự nâng được tảng đá và đặt sang bên đường để giải thoát cho bác nông dân. Còn có thấy chú voi con thật kiên trì và dũng cảm không nào? Để làm được chú voi con xinh đẹp, thì đầu tiên mẹ sẽ dùng miếng thịt bò đã luộc sẵn cắt thành hình chú voi con. Mẹ sẽ gắn thêm hai cái ngà thật to nữa. Chú voi con sẽ dùng vòi và ngà của mình để giúp đỡ mọi người những việc nặng nhọc. Bên cạnh chú voi con sẽ có thêm người bạn đồng hành. Hàng ngày sau khi làm hết việc, hai chú voi lại cùng nhau vui đùa với chùm bóng bay sặc sỡ. Bên dưới là những viên đá to được làm bằng những quả kiwi để các chú voi có thể ngồi nghỉ mỗi khi mệt. Bòn Bòn của mẹ cũng vậy nha, luôn luôn cố gắng, luôn có niềm tin và sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.